Rồi trở lại cái giống hôm bữa mà mình quay cho anh em coi đó anh em, cái giống có đuôi nè anh em. Thì đến ngày hôm nay là xác định chắc chắn một điều là nó không phải lúa cỏ nha các bạn, nó không phải là lúa ma nha các bạn. Ghê đẹp không các bạn, hết hồn bông rồi nè. Hiện tại thì đến thời điểm này thì ở bên trạm khuyến nông cũng như cục bảo vệ thực vật huyện Cờ Đỏ thì cũng chưa ra nha các bạn, thì mình cũng không biết nó là cái giống gì luôn. Và cái anh chủ đất đó thì ảnh hôm bữa anh cũng không có hỏi luôn. Đẹp ghê các bạn, màu nó rất là đẹp và nó mình khẳng định nó không phải là lúa ma các bạn. Đây quá đẹp luôn. Nó bông đùm đùm không các bạn. Các bạn biết sao đó, mình khẳng định một điều là không phải lúa ma không các bạn. Tại vì nó có đuôi thiệt nha, cái đuôi dài nè các bạn, đuôi rất là dài nhưng mà nó không có rụng nha các bạn. Nó không có rụng, nó không rụng thì chứng tỏ nó không phải lúa ma các bạn. Chứ hồi đầu mình cũng nghi lắm, không lẽ nó cấy, không lẽ người ta cấy cái lúa này để người ta lai tạo cái một cái dòng lúa khác. Đó. Theo anh em á là cái lúa này đạt năng suất cỡ bao nhiêu nè, dám có 1 tấn một trong một công tầm cắt lắm các bạn, bông nó khá là dài to nè các bạn. Dạ. Bông chùm chùm, mình thích cái lúa cấy cái gì không các bạn, đó thích lúa cấy chỗ vậy nè, nó ngã nguyên một bụi về một hướng các bạn, cái là nó nguyên một chùm luôn, rất đẹp đó. Còn lúa gì thì chưa biết nha các bạn. Thì đây là không phải lúa ma. Đó. Đẹp quá. Đẹp rất là đẹp. Rồi chào các bạn. Lúa này trúng thiệt các bạn ơi.